chào các bác, lại là em đây, lại là Ngân Xù Ngân Cục Xì Lầu đây ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái dòng sản phẩm mới, đó là xịt khoáng Hitomugi ạ. Vào mùa đông ấy thì mọi người rất là hay tìm những cái dòng này, bởi vì vào mùa đông thì da của mình bắt đầu là bị khô đúng không ạ, bị khô nẻ, hay là mình sẽ bị thậm chí mình sẽ bị nổi mụn này, hay là mình bị bong da này, và gặp các cái vấn đề về da do da bị thiếu độ ẩm vào mùa đông và mùa thu hoặc mùa đông, mà bắt đầu mùa này là đã bắt đầu vào cái mùa khô rồi, thì mọi người bắt đầu cần sử dụng đến những cái sản phẩm như thế này. Về ngoại quan ấy thì dòng sản phẩm này là cầm khá là to nhé mọi người nhé, chai khá là to luôn. Mình thấy to hơn các cái dòng xịt khoáng thông thường đấy ạ. Và cái trọng lượng của nó sẽ là 300g, nhưng mà cái dung tích của nó sẽ là 500ml nhé. Và sản phẩm này thì được sản xuất tại Nhật luôn ạ, made in Japan mọi người nhé. Hàng nguyên siêu này, về mọi người bóc siêu này ra. Và như thành phần thường thấy ở trong các cái sản phẩm rất là tốt của Nhật về chăm sóc da, thì cái sản phẩm chủ đạo của cái loại xịt khoáng này đó là thành phần từ hạt ý dĩ, hay có tên tiếng Anh chính là Hitomugi. Và cái nguyên liệu này thì đã được người Nhật sử dụng trong làm đẹp từ rất là lâu rồi. Và trên thị trường của Nhật thì cái dòng Hitomugi này khá là nổi tiếng. Và không những Hitomugi mà còn có các cái dòng sản phẩm khác, cũng có một số các dòng sản phẩm mà trị nám hoặc là trị thâm da, hoặc là trong các spa thì có rất là khá là nhiều cái dòng sản phẩm mà có chiết xuất từ hạt ý dĩ. Và ngoài ra thì những cái sản phẩm này nó còn gồm thêm có những cái vitamin này, hoặc là axit béo, hay những cái dưỡng chất rất là có lợi trong quá trình chăm sóc da mà do mụn nám tàn nhang, hay là mình có thể sử dụng để chăm sóc da dưỡng ẩm chân sâu. Và xịt khoáng này sử dụng cho những đối tượng nào, đó là những người mà da bị khô này, những người có da dầu và bị mụn thì cũng có thể sử dụng được dòng này, và những người có da mà bị nhiều vết thâm do nám tàn nhang hay mụn hay là cháy nắng để lại thì mọi người hoàn toàn sử dụng loại này. Và chai này sử dụng cực kỳ an toàn, chai sử dụng rất là an toàn luôn ạ. Vậy thì cái công dụng của cái dòng sản phẩm xịt khoáng Hitomugi này, ngoài cấp ẩm cho da thì nó có cái chức năng và công dụng chính là gì ạ? Thứ nhất là cung cấp cái độ ẩm và chống lão hóa cho da. Và đây là cái công dụng mà phải kể đến đầu tiên. Khi dùng xịt khoáng Hitomugi thì mình sẽ cảm nhận được ngay là cái làn da của mình nó sẽ căng mịn ngay lập tức. Và sau một thời gian dài mọi người sử dụng dòng này thì chắc chắn là mọi người sẽ được cải thiện cái tình trạng của da. Và nhất là với những người mà tình trạng da đã xuất hiện nếp nhăn và bị quá khô trong cái thời gian dài, thì khi mọi người sử dụng dòng này mọi người sẽ cực kỳ là thích luôn đấy ạ. Ngoài ra thì nó có một cái tác dụng nữa, đó là giữ lớp trang điểm tốt. Và sau khi trang điểm ấy, nếu mà mọi người xịt cái xịt khoáng Hitomugi này lên vùng da đã make up thì mọi người sẽ vừa cấp ẩm cho da này sâu hơn, và sẽ vừa giúp cái lớp trang điểm giữ được lâu hơn. Đây là cái dòng xịt phun sương nên mọi người hoàn toàn không sợ là bị trôi dòng trang điểm hay là gì hết. Và đặc biệt là những cái vùng da make up mà bị mốc hay là bị sần sùi khi mà xịt khoáng, che khuyết điểm nhanh chóng và nó sẽ che đi được bớt cái khuyết điểm đấy, và giúp gương mặt mình sau khi trang điểm trở nên tự nhiên hơn. Nên là cái loại này cực kỳ là hữu dụng. Và thứ ba là nó có một cái tác dụng cực kỳ là bất ngờ, đó là nó kiềm dầu hiệu quả. Bình thường như mọi người đi sử dụng những cái dòng chăm sóc da ấy, thì mọi người hay tìm những cái dòng kiềm dầu, kể cả sữa rửa mặt hay là phấn trang điểm ấy, như là phấn Canmake ấy cũng là kiềm dầu rất là tốt. Thì đây là cái dòng xịt khoáng mà kiềm dầu cực kỳ hiếm ở trong những cái dòng xịt khoáng thông thường. Và nhất là những cái bạn mà có da mặt tiết nhiều dầu và luôn ở trong cái tình trạng là bóng nhờn gây nên mụn ấy, thì xịt khoáng này sẽ kiềm dầu rất là hiệu quả cho các bạn, và ngay sau khi xịt thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay cái tác dụng của nó. Và tiếp theo là xịt khoáng này nó cũng sẽ giúp cho cái tinh thần của mình thư giãn hơn,
Và nhất là đối với những bạn mà vừa đi ngoài nắng về và hay là mình thay đổi ngồi trong điều hòa quá lâu hoặc mình đi ra đi vào khỏi phòng điều hòa ấy, thì mình sẽ rất dễ là mệt mỏi và cảm thấy mệt mỏi do mình bị căng cái cơ mắt ấy. Thì mình có thể xịt khoáng, mình có thể dùng cái xịt khoáng này xịt để thư giãn và nó sẽ cấp ẩm ngay lập tức. Và nó có cái mùi thơm rất là dễ chịu của xịt khoáng này, nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy tinh thần thư giãn hơn và cảm thấy cũng là một trong những cách xả stress hiệu quả hơn. Và cái cách dùng thì rất là đơn giản, mọi người có thể sử dụng là xịt 4 đến 5 lần đều đặn mỗi ngày. Và trước khi xịt thì mọi người có thể lắc cái bình lên. Mọi người có thể lắc bình lên và mình để cách xa mặt khoảng 20 cm hoặc mình để song song. Sau đó mình xịt đều lên mặt để thẩm thấu tự nhiên. Và sau khoảng thời gian 1 phút thì mình lau đi, mình lau khô đi hoặc mình thấm khô đi thôi. Nếu như vẫn mình cảm giác vẫn còn đọng lại, mình có thể thấm khô đi. Và mình có thể xịt theo vòng tròn khắp gương mặt để đảm bảo xịt khoáng được đều và sâu hơn. Và nếu trong trường hợp mà mình không trang điểm ấy thì mình có thể vỗ nhẹ trên da khoảng 30 giây để giúp các cái thành phần nó thẩm thấu vào da nhanh chóng. Xịt khoáng này cũng có thể giúp cho mọi người se khít được cái lỗ chân lông ở trên da mặt nhé mọi người nhé. Thế á, sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán với giá là 280k. Để liên hệ mua được xịt khoáng này, mọi người có thể liên hệ số điện thoại 0896 618838 nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.